Chứ cái gì mà chờ ba canh một là nghĩa sao? Đầu canh tiếng động bên nhà là Việt Nam mình đã tấn công lên Trinh Miên là 1980, là đầu canh gì biết không? Đầu canh thân, là cuối canh thân là 1990 đó, thì là mới một canh à. Rồi tới 90 cho đến 2000 á, nó mới có hai canh nè, ha. Rồi hai canh rồi đến 2000, rồi 2020 á, nó mới ba canh nè. Thì á là canh tí là vừa rồi qua rồi, bữa nay là Nhâm Dần á, thì cái canh này canh cái canh thứ tư, nhưng mà canh một đầu canh tiếng động bên nhà chờ ba canh rồi, rồi tới một nữa là thì gà gái tan, tức là Kỷ Dậu, chờ ba canh một thì gà gái tan. Thì bây giờ đến năm 1920 đó là đủ ba canh, rồi thêm một canh nữa. Cái câu này là phải có cái câu nó vô đầu đề là thầy ra đời năm 39. Thì mà lúc ban đầu thì người ta chưa có biết đạo sâu, thì người ta không có tin tưởng lắm. Đến cái thời kỳ mà họ hiểu được khá khá rồi đó, họ ráng tu. Họ ráng tu một thời gian rồi đó, họ mới hiểu được cái giáo lý của thầy rất là siêu màu, và rất là thương chúng sanh, lo cho chúng sanh mọi mặt. Rồi bây giờ đến cái thời kỳ cái này mà người ta mới quay thêm, họ ráng làm thêm cho nó cực kỳ chút nữa là bị gì cái bệnh dịch. Hơn nữa là cái thời kỳ nó cũng cần, mà lại bệnh dịch nó đang đe dọa, để mà cũng như là tiếp tay với Phật để cho chúng sanh tu chính chắn, chúng sanh lo cái ngày mà hội hiệp vào nhau ở nơi mà thầy đã cùng hứa với tín đồ. Vì lý do đó cho nên tôi thấy càng ngày thì cũng có một số người, đa số cũng mến mộ đạo, rồi tin tưởng thầy, tuyệt đối theo làm y, mặc dù đó giờ không làm hay là làm mà chừng chừng. Bây giờ thấy họ phấn khởi làm dữ lắm là tôi cũng rất hoan nghênh mừng cho đó, là thì cái bệnh dịch ở thế giới nó lan rộng từ 3-4 năm nay. Rồi đến nay cái ngày đại lễ thì 2 năm qua rồi nó hơi sút kém. Bây giờ nhà nước cũng cho tự do sống chung với dịch. Thì như vậy dân nó cũng hân hoan, họ đi lễ kỷ niệm Đức Thầy khai sáng nền đạo này quá đông đảo. Mà tôi cũng vẫn biết vậy, mà tôi bây giờ bệnh hoạn đi không được. Ở nhà chỉ ủng hộ anh em về mặt tinh thần thôi. Dạ thì cảm ơn ông hai. Thì cho chúng cháu hỏi thêm là hiện bây giờ thì tất cả mọi việc cũng như là dịch bệnh và chiến tranh cũng như là những cái thiên tai địa ách ở ngoài Trung Quốc hiện giờ nó rất là nhiều cái việc mà khó khăn cho những cái thiên tai địa ách vào cái năm Dần này, tất cả vị hỏi ông hai vị thì có cái cho giảng thầy hay là có một cái can chi gì đó mà cho biết là cái năm Dần này nó khó khăn không ông hai? Theo á lời của ông ba nói thì thấy ra nó nhiều chỗ cái năm Dần với năm Mẹo đó. Là gì? Cái đó là cái lời của bên ông ba nói. Còn bên Đức Thầy thì nói từ năm Thìn trở lên. Nhưng mà năm Dần, năm Mẹo rồi tới năm Thìn nó cũng kế đó chứ không đâu xa. Cho nên tôi nhận thấy là đây là năm Dần, bắt đầu từ cái năm Tý mà đến năm Sửu rồi đến năm Dần. Thì nó bước sang qua cái thời kỳ cực kỳ rồi. Nó chỉ trong 10 năm mà dựng nghiệp Minh Đình, thì trong 10 năm đó ai rơi ai đậu trong 10 năm đó thì dễ biết lắm. Cho nên nó có cái cơ hội mà cái bệnh dịch lên đây để đánh thức chúng sanh cả thế giới, đặng mà lo tu hành cho chín chắn thêm chút nữa, đặng hưởng mà cái điều lành điều quý của mình đã tạo tác từ đó giờ. Thì nhờ thầy, nhờ tổ cứu độ. Thì cha ông hai chỉ biết qua bao nhiêu vậy thôi. Dạ thì kính thưa ông hai, mọi người
cũng nhiều cái người nói đạo đó, thì cô chú thì cũng nói tháng 3, tháng 4 thì cũng tháng 4 cũng đã qua rồi, thì cũng đã nước ngoài nó cũng đã xảy ra nhiều cái việc cũng như dịch bệnh rồi chiến tranh, thì phải chăng là những cái việc của các vị thánh nhân nói là những ở nơi nào có con người là nói hết đúng không? Hay là nơi nào có con người là dạy cái không phải điều như Việt Nam. Rồi có người ta nói là trong một giáp anh cầm si tính là có gái muốn làm hiền thì gắn nhịn đường thai. Có phải là trong giáp này không vậy? Trong bộ giáp này bị gì đức thầy thì nói lúc đó tôi mò cũng không ra. Bị trong bộ giáp anh cần chỉ tính vì cái giáp lớn là 60 năm. Còn cái giáp nhỏ là giáp ở bên chi là 12 năm. Cho nên cái con giáp này là đúng cái con giáp ở bên kia mà 12 năm rồi. Dựng 12 mai rủi mấy ngày làm cho rõ mặt râu mài. Thượng quân hồi phục là ngày ăn cư thì nội trong cái con giáp 12 này là ngày ăn cư trong vòng 12 năm trong cái phạm vi đó, cũng như năm Tý cho đến năm Hợi, tức là 12 năm. Mà năm Hợi gọi là gì? Lại là Tân Hợi. Mà năm Tức, tức là Mậu Tức. Mậu Tức rồi Tân Hợi. Bị gì thầy nói cái chỗ là tức Hợi nhị niên giai tiền định chứ không có nói can, mà chỉ nói chi tức Hợi vậy thôi. Cho nên nay tôi nắm rõ được cái tức Hợi là tức Hợi trong con giáp 12 này. Thành ra không có còn lâu, bởi tôi mới đề nghị là nó quá gần rồi. Thì trong vòng mình vừa học đạo, vừa hành đạo, rồi vừa sống để mà làm ăn coi đời, rồi mình cũng tu, mình cũng phải ráng học ráng hành. Thì trong con giáp này thôi, chứ không có con giáp nào mà rảnh rỗi mà tu, mà rảnh rỗi mà làm ăn gì nữa hết. Thì bị gì cái chữ canh tí mà ông Trạng có nói canh niên tàn phá tức Hợi phục sinh, là tàn phá cho đến 10 năm mà tức Hợi mới hết. Thì tức là năm Tức là Mậu Tức, còn năm Hợi là Tân Hợi. Ta tới đây là Mậu Tức Tân Hợi nè. Hiện bây giờ là năm nay là nhâm dần nha, rồi tới là mà nhâm rồi quý, rồi mới quý mão, rồi mới giáp thìn. Mà giáp thìn này là rồi chứ không có giáp thìn nào nữa hết. Nó cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, thì là năm thìn này rồi chứ không có năm thìn nào nữa hết. Cho nên mình lập công bồi đức trong vòng dài 3 năm trở đây, chứ nếu qua khỏi năm thìn rồi thì là nó chiến tranh nó đưa đẩy tới dữ lắm, không có thế giờ đâu mà nghèo đói dữ lắm, không có thế nào làm cái gì được hết nữa. Nhưng lúc này còn hoạt động được, trong một năm hai năm thì còn, theo tôi là tôi thấy vậy đó. Theo dung hai thì năm 2007 27 hay là hay là 2029 29 là cuối cùng của cái ngày là cái một giáp này là giáp 12 là giáp có 12 năm. Là bởi vì ông ba có nói trong bữa sơn kỳ hương, có nói là chốn dương gian âm phủ mấy miền đồng nhất lý mà phải si tiền. Mình người đạo si tiền là si cái gì? Si tiền là phát thời gian ra đời trước, si tiền rồi phải nghiệm hậu. Nghiệm hậu là kế vị đó lại. Kế đó là 90 năm sau Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời 1939. Cho đến mãn cái năm 39 của Đức Quỳnh Giáo Chủ đồng 90 năm nữa thì là nó cộng chung là 2029. Đó là cuối cùng, tức là năm là Kỷ Dậu. Mà Kỷ Dậu mà hai cái Kỷ Dậu giáp với nhau gọi là chờ thiên địa châu nhi phục thủy, như đời xưa có gã tử phòng. Mà chờ thiên địa là đó là nó tới rồi đó. Năm nay là năm tới là chờ rồi nè. Là năm nay là châu nhi phục thủy nó giáp rồi, nó giáp dòng rồi. Thành ra ông ba có nói rõ câu đó mới ngoài cái cơ này ra mà ổng đậy lại. Còn chỗ khác thì ông nói gì? Ông nói gió vào kẻ khóc người than, ha. Tiểu Khê Kỷ Dậu, cũng Tiểu Khê mà Kỷ Dậu à, thì đại giang tới rồi, thì ám chỉ ngay cái Kỷ Dậu tới nè, là đại giang tới rồi. Thì 29 nó, tôi nói này nó la tôi là nó nói cũng đúng. Nhưng mà nếu không có cái con số
cái mà sổ kết quả rồi mình sao mình nói chuyện được, phải dựa con số sổ kết quả. Cũng như bây giờ tôi còn dựa bên cái chỗ bài mà từ tháng đầu canh tiếng động bên nhà là cái gì tôi đếm được hết nữa, tôi tính ra lẻ luôn. Tính rồi. Thôi để rồi cái này cái hả? Bởi vì đầu canh là nó chưa tới, mà tại vì hồi đó mình chưa hiểu, mình sụt sè, mình vừa tu mà cũng vừa lo làm ăn chứ không có siết. Bây giờ mình thấy mình mới nên siết là phải. Bởi vì tại sao Đức Thầy bài tự sáng của Đức Thầy đó là anh em có thể biết bài tự sáng. Đầu canh tiếng động bên nhà, chờ ba canh một thì gà gáy tan. Nó hỏi chứ cái gì mà chờ ba canh một là nghĩa sao? Đầu canh tiếng động bên nhà là Việt Nam mình đã tấn công lên Trinh Miên là 1980, là đầu canh gì biết không? Đầu canh thân, là cuối canh thân là 1990 đó, thì là mới một canh à. rồi tới 90 cho đến 2000 á, nó mới có hai canh à. Hen. Rồi hai canh rồi đến 2000 rồi 2020 á, nó mới ba canh à. Thì á là canh tí là vừa qua rồi, bữa nay là Nhâm Dần á, thì cái canh này canh cái canh thứ tư, nhưng mà canh một đầu canh tiếng động bên nhà chờ ba canh rồi tới một nữa là thì gà gái tan, tức là kỷ dậu, chờ ba canh một thì gà gái tan. Thì bây giờ đến năm 1920 đó là đủ ba canh, rồi thêm một canh đó là canh thứ tư, là tức là 40 năm đó nha. Thì trong vòng 10 năm nữa mới lập đời đó, thì cho đến canh thân là trọn vẹn. Trong canh thân thì là cái kỷ dậu thì vừa dứt rồi tới canh thân liền là đời mới, là đổi đời là canh thân, rồi tân mới tân hợi, chứ không có gì lạ. Ra con số đó trơn, con số can chi đó ra đủ rồi, nó không có còn chỗ nào mà ra đều y con số này, mà chỉ có cái canh này nó mới ra con số đi ra. Cho nên ông Mai nghiên cứu rồi, thành ra chờ ba canh là 30 năm sau thì mới bắt đầu canh tí. Vừa rồi đây canh tí là 3-4 năm nay là bệnh dịch nổi lên đó. Nó rồi giờ ông Hai móc lại cái đó ra, nó rõ ràng rồi. Đầu canh tiếng động bên nhà chờ ba canh một thì gà gái tan, thân này đã ngắm trầm nhang, vua câu bác ái bền gan đợi chờ, mà hề gì mắt lá thiên thơ đôi điều ghi chép cõi bờ chưa xong. Thôi thì lòng dặn lấy lòng đi, gẫm đây đến cuộc mây rồng nó chẳng xa, thì mấy đầu người bắt thình tới nè. Thì đây là bài tự tháng đó, nó gom tại Việt Nam mình, thầy nói tại Việt Nam mình. Nhưng mà tôi mới nghiên cứu bài tự tháng đây chứ chưa ai nghiên cứu. Bị tổ đường còn một cành nguyên từ đường hôm sớm xuống thì giờ xong hết cái đạn đó rồi. Thầy mới nói cái câu này. Thầy mới nói muốn nói cái quên, bây giờ nó dở cái đó. Nói là cái năm mà kỷ mão đó hôm nay. Năm kỷ mão là năm mới bắt đầu thay Đức Quỳnh Giáo Chủ là cũng Phật Thầy. Dạ. Bị gì 90 năm của Phật Thầy Giang rồi, thì đến khi Đức Quỳnh Giáo Chủ mình ra đời là mượn sát Quỳnh Danh thanh sắc trẻ mới chờ thời thiên địa thiết hùng ca. Câu đó là nằm ở chỗ đó thầy nói đó. Thì chờ thời thiên địa là trời định rồi nó mà thiết hùng ca mới dạy chúng sanh. Bởi nay hạ quân ngay đã hết đời là cái bài đầu tiên là thầy ra đời đó. Yeah. Phong ba biến chuyển mà từ đó đến giờ là 90 năm nữa mới có lập đại hội hôm qua. Thì như vậy là bao lâu rồi mà có ai mà nghiên cứu tới chỗ đó, có bệnh dịch này người ta mới nghiên cứu, chứ không có người ta cũng chưa nghiên cứu. Yeah. Chính hồi đó tôi nghiên cũng không nổi nữa, bị đến thần dậu cơ trời thấy lộ, hết đau binh quy cổ diệt kim rồi mình có biết gì. Ủa thầy mới ra đời đây sao mà có cái vụ này là sao mà là lận được. Thành ra không lẽ mà mình làm rẫy rồi mới trồng xuống có 5-10 bữa rồi nhỉ, nó có trái có bông, không lẽ. Thành ra bỏ qua tới bây giờ đó, sát bên rồi mới biết. Thành ra mình nói mới năm canh tí, canh niên tàn phá tức hợi phục sinh, nhị ngủ như bình. Nó là đó ông Trạng nói. Nhưng mà cái bài của Phật Thầy thì có nói rằng Bủ Ngọc Quân Minh Thiên Diệt Nguyên là Sơn Trung Sư Mạng Địa Nam Tiền,
kỳ niên trạng thái tân phục quốc, hương sức trình sanh tạo nghiệp yên. Rồi bửu sơn kỳ hương, ngọc trung niên sức, quân sư trạng trình. Rồi minh mạng tái sanh, rồi thiên địa tân tạo Việt Nam phục nghiệp, nguyên tiền quốc yên. Thì câu đó nó nằm y như của thầy. Y rang có do vô con khuôn mẫu. Thì những vị có mặt đó là trong cái bài đó có mặt hết. Có ông Trạng rồi có lập đời trở lại là 180 năm. Là y rang lại chứ không có gì nữa. Nhưng mà ai mà có hỏi tôi, chính quyền có làm khó muốn giết tôi cũng cam chịu nữa. Giờ mấy ông để cho tôi nói với cái lý lịch của bác mà dạy tín đồ, dạy đệ tử bác. Rồi cái lý lịch của thầy tôi dạy tôi thì tôi phải chấp nhận theo cái học hỏi của tôi, của thầy tôi. Thì dù nó có lộ thiên cơ bị nó cận rồi mà anh em không cho tôi nói để đồng đạo tôi để mà lo xiết cái công ăn việc làm thì chắc tôi cũng nín không được. Nên giờ mấy ông có giết tha mà nếu tới chừng giờ đó không có mấy ông phải giết. Mà sợ mấy ông đâu có dự tới chỗ đó mà mấy ông có. Tới đây là gì? Liên Xô nó quýnh tới rồi bơm điện tử nó thảy một cái là trận giặc thứ ba mà ổng tự the cộng sản đồ mưu tan cấu xé quốc gia chuẩn bị đủ tàu xe thế tình mạnh sức theo hồ mé nặng nợ chẳng lo mãi đánh me là mày lo ăn chơi không đó mãn tranh quyền lợi lòng hổ thẹ rồi đến ngày kết cục quá lè thè. Cái đó là cái bài đó của em Hạnh ở Chùa Giang. Theo như ông Hai thì câu giảng của thầy mà còn một cuộc chiếu manh giành xé cái bánh chiếu là bánh chiếu gì không thầy? Theo tôi hiểu cái đó thì tôi giải nghĩa chắc không có đúng hết. Chiếu manh giành xé là như nước nào ở đâu đánh đó, giận nghèo thấy khó giận nghèo thì nó quánh với nhau rồi tính cái giúp mà giải quyết không được rồi nó mới xài nguyên tử. Chiếu manh giành xé là cũng ý nhỏ như nước nào ở đâu đánh đó, ông ba nói đó. Thì bây giờ Việt Nam độc lập là bốn mấy năm rồi mà thế giới nó chưa độc lập. Thì hồi đó giờ nó chưa độc lập mà nó không đến đổi như thằng Liên Xô với thằng Ukraine gì đó. Hai đó nó đâu có đến đổi gì mà bây giờ nó găng với nhau. Thì nó ở đâu đánh đó là vậy đó. Là nước nào nó đánh nước đó nó tranh với nhau đánh vậy đó. Rồi mà nếu nó giải quyết không được thì nó chơi thứ nguyên tử. Chứ nguyên tử này đâu có làm gì nên thân. Bên là nguyên tử này mà đem ra luyện thì chết hết trơn thì còn gì nữa mà đấu tranh gì. Cho nên nguyên tử này không có xài đâu. Nếu mà có muốn bấm nguyên tử này Phật tiên lại chặn đứng liền. Không có xài nguyên tử hết. Bước qua xài trái đầu hai trái nhiều trước vậy thôi. Theo tu độ là vậy đó. Chứ nước nào cũng có nguyên tử rồi hỏi chứ bấm thì còn gì. Bây giờ cháu mày mà bấm qua bên ông Mai thì thằng Mỹ nó biết rồi. Hoặc ông Hai biết thì ông Hai bấm phản lại hoặc bấm trở lại. Rồi cái không ai bà trừ cái này Phật tiên không lo cái này thì để gì đi. Chết hết trơn thế giới này còn gì. Vì cái này cái mà lập lại đời mới chứ không phải là tận diệt mà không còn ai hết. Chưa phải chết hết trơn. Chết một số nào mà không tu hoặc là ác nhân hay gì đó thì phải trả quả chết thôi. Chứ đâu phải chết hết. Bị gì cậu Hai có xác minh 10 phần hết 9 phần tan. Một phần còn lại tàn vàng với châu. Người không cánh này đi đâu cũng tới ngồi một nơi mà thế giới xem cùng. Thì như vậy là cậu Hai nói trong đường giải thoát có cho mình biết là không có phải chết hết. Rồi cậu Hai nói cái bài này nè. Cái bài trong 2000 năm sử biến thất sơn. Ông nói vậy nè. Trong trần khởi động cuộc phong ba. Hai lẽ trầm thăng nghịch với hòa. Ngàn việc cao sang như ảo mộng. Năm điều giới lực tợ châu xa. Tận kim bởi quả kim điên xảo. Mà thế cổ vì nhân cổ thật thà đến lúc châu nhi quần phục thủy là tới đó nơi nơi hãy tỉnh giấc nam ca. Câu đó là cậu Hai thành chỉ kết thúc đó là năm nay là nơi nơi hãy tỉnh giấc nam ca là phải tu gấp mới được thì còn có mấy năm nữa. Là bây giờ người ta không tin, người ta lo danh lo lợi lo trình thì cả người ta mình nói gì được. Tùy mình lo đi, mình ăn mình no, ta ăn ta no, ta không ăn ta nói gì nói gì được. Chiều mai có sẽ đến sao dân còn thiếu mến trần mê tụi mắt nhìn ngoại quốc thảm thê nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Nó tới rồi thì ở ngoài đi trước rồi tới mình đây là đất Việt Nam nhầm cõi trung ương sao có phát triển tại thế chưa có phải là tiêu diệt xích trước nó sẽ đi sau
nó về đây bởi vì nó ra đời bất chiến nổi tiếng từ y là cái gì? Trong cái bài mà tỏ câu quyền bí đó, canh niên tàn, canh niên diễn lự tối thi thần, kê thủ nhất tràng dạng địch nhân. Cái bài đó ai? Kê thủ là ai? Nhất tràng là một người mà chịu cái bao nhiêu người. Kê thủ nhất tràng mà dạng địch nhân là chỉ có Đức Thầy giống ai đó. Nam thất quân thần cuồng lão sĩ, phải chỉ nghe Thầy không? Là tức là ra đời bất chiến nổi tiếng từ bi lời lẽ lắm ghi thành công em thấm có lắm nghị đó. Chỗ đó đó, cái Thầy về đó là Thầy cứu mấy cái đó đó. Cho nên 18 nước gì đó là Thầy nói cái một yêu ru không nào quánh nào nữa trên cái trời ơi sao biến bay cá kia biến lội tại ai xe ngừng súng sao biến nổ không chừng chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ là chỗ đó đó, chỗ Thầy nói ra đời bất chiến nổi tiếng từ bi đó. Hồi đó giờ có ai nói cái này không? Chưa. Cái câu đó Tứ Thánh nói câu đó là này hôm trước có nói lần là đổi cồn đổi bãi đó là đúng chứ không ai công đó, nhưng mà không được đó, ông nhắc lại con nghe mấy câu đoạn cái đoạn của Tứ Thánh nói niệm Tứ Thánh hả? Cái đó là cái câu đó đó là mà đổi xong mòn biển là còn mòn non. À mòn non rồi đổi chồng đổi vợ đổi con đổi sông đổi núi đổi hòn Hà Tiên đổi châu đốc rồi đổi Trịnh Biên. À, đổi luôn gì lê qua lên Hà Liên nhà bàn thì mới qua liền năm nước trận đàn đó là cái ngày đó là trong cái dòng Thân Dậu nè bị gì chừng gặp tuổi mùi bá thánh biết thân thì tuổi mùi là năm mùi rồi tới năm thân năm dậu là gắt thủ kiểu nói Thân Dậu thánh thần náo động đó thảm cho thằng nhà trống ruộng quan nữa ghê nhiều lĩnh ngọc nhỏ sang nhỏ tiếng khang nhị ngọc nhỏ tràng nạn tai dùng dập xóm làng còn chi khuyên sinh chúng khá ghi mối đạo lòng hằng lo ngay thảo nghe con tương dưa giữ vẫn cho tròn đó. Tức là lơ tu đó cuối niên Thân Dậu mất còn sẽ phân thì cuối niên mất còn sẽ phân là vậy là nếu ai còn là sống đời thương cổ chứ có gì đó cuối niên Thân Dậu mất còn sẽ phân cuối niên năm thân với năm dậu thì năm thân với năm dậu tức là kỷ dậu năm 1849 đến kỷ dậu 2029 là hai kỷ dậu đó mà gọi là nhị niên kỷ dậu đó chốn dương gian âm phủ mấy miền đồng nhất lý si tiền niệm hậu rồi khó xét nổi mấy nhị niên kỷ dậu là chỗ đó đó cái chỗ tới đây là nhị kỷ dậu chỗ đó là khó trở ra mà có hậu mà có tiền. Ồ quá hay hết ta. Cô đó tao có nói rồi mày không nghe sao thì giờ trở ra mà có hậu rồi có tiền là biết gì không là 2029 là hậu rồi cũng là có tiền là Phật Thầy đang ra đời là 1849 là cũng kỷ dậu thì tao đếm rồi đây tao nói đi ra kỷ dậu không mà cái câu nói tiền kỷ dậu là hậu kỷ mão là đúng bị gì tiền kỷ dậu là Phật Thầy 90 năm mà hậu kỷ mão là Đức Quỳnh Giáo Chủ 90 năm nữa là hậu kỷ mão cũng kỷ à thấy chứ kỷ à. Rồi giờ theo cái đại lễ này ông hai thấy là như vậy thì nay là khoảng hình như 83 năm hả ông hai? Đúng 83 nhưng mà quan năm rồi nó diễn biến tình huống cũng chưa biết làm sao. Thì năm nào mừng năm nấy thôi. Nhưng mà cái ngày đó cũng còn cái ngày đó mà làm lớn với làm nhỏ. Vì dân chúng mà chết chóc với chiến tranh nhiều hoặc là khổ sở nhiều là rồi nó đi đến chỗ tiêu điều. Làm lớn cũng không làm được. Dạ. Thì cái đó tao nói mày vậy năm nào mà mình tới đâu mừng tới đó mà dường như con thấy năm nay thì bà con trở về nội cái ngày 15 với cái ngày 16 hôm nay thôi quá thì thế không thể nào tả được là dồn về đó quá dồn rồi mà không biết là cái đợt này mà nguyên nhân không biết đi bù hay sao đó ông hai không phải đi bù bởi vì người ta đó giờ người ta chưa thấy cái khổ người ta nhận được mà năm nay người ta thấy cái bệnh dịch rồi ta thấy nhà nước này là không có cho làm lễ này ta đi được nó cũng khao khát giờ hôm nay mở rộng vậy người ta mới ráng ta đi để biết quan năm nó đi được không hay là người ta còn sống hay người ta chết ta nghĩ vậy mà ta ráng đi ta ráng tu ừ chứ không có gì lạ bị mấy cháu là bị thiên cơ ông ba cũng nói nhiều chỗ lắm là không có nắm rõ được hết rồi thầy cũng nói nhiều chỗ lắm nhưng mà chỗ thầy nói xa xa
mà chỗ thầy nói gần mà mình không mình hiểu không tới. Rồi ông ba có chỗ cũng nói xa, có chỗ nói gần mà hiểu không tới, bên em moi ra được. Dạ. Thì nó có đầy đủ vậy đó. Chị theo như ông hai giờ mình thấy cái việc là thầy nói là biến chuyển thiên cơ rất gấp đó. Ừ. Như vậy là gấp làm sao ông hai? Rất gấp là gì? Thì hồi đó thì vụ mới ra đời thì mới có nửa đường thì nó cũng không gấp gì không. Mà hai phần đường rồi mày phải gấp mới được. Vậy đó thấy không? Ví dụ đó giờ mày lâu thôi. Hay giờ mày thấy gì gần bên rồi thôi mày gấp gấp một chút. Dạ. Mày ráng siết vô đây. Việc biến chuyển người ta nói siết mà siết cái gì không hay? Siết cái tâm mình, mấy cái tâm mình sằng xiên bậy bạ giờ mình giết vô hết mà tu ha. À, chứ bỏ cái đó đi. Bỏ cái thói hư tật xấu. Tật xấu rồi đấy ha. Ừ. Mà con thấy năm nay đó thì hồi đêm hôm này nè. Hôm ở đâu? Là ở tại chỗ chùa mà An Hòa Tự á. Ừ. Rồi con thấy cái số lượng bà con trở về đó là đông nặc cứng luôn ông hai ơi. Không thể nào mà mình nói nó hiếm mà cái lễ ông ba gì đó mà đâu có nhầm gì mà đợt này mà đi gì đâu mà cái đường rộng. Thấy sợ đi, tôi cũng biết hết trơn. Tôi đi rảnh tôi mệt tôi chịu không nổi đâu. Dạ, yếu. Xin hỏi ông hai một câu cuối cùng để kết chương trình. Thì dịch bệnh rồi chiến tranh vậy là sẽ không chấm dứt đâu hay không? Không, sao chiến tranh là không có chấm dứt. Chiến tranh này đi tới tận giặc chiến tranh là thứ ba nhưng cũng mà trong vòng con giáp này chứ không ngoài, nhưng mà đều không biết ngay năm nào, với lại các anh em có người nói năm mà tôi không nhận. Ừ, có người nói tháng nữa. Ừ, cái đó nó trẹo hết trơn, mình không biết được. Rồi bây giờ nói nó trẹo rồi làm sao hốt lại. Còn tôi nói cái này trẹo là trẹo xa, tôi nói 29 là kỷ dậu. Rồi là đến mậu tức là hết, là chị tức thời nhị niên giai tiền định á, tức thời nhị niên giai tiền định quần lai thượng cổ mới bình yên là tức thời to đó, tức thời trong giáp này nè. Chứ tôi không nói đâu xa đó, mà tôi nói vậy nó không có là thôi, chứ không nói mấy anh em kia không được. Nói mấy anh em kia là định tháng định năm á là nó thất bại, còn người ta định cái cuối của nhiệm kỳ ha, mà trúng không trúng thì chặt, mà không bao giờ trật. Cửu cửu càng khôn dĩ định, thanh minh thời tiết qua tàn, trực đáo ngưu đầu mã diện, hồ binh bát dạng nhập tàn an. Cái đó ông Khánh nói, Trạng Trình nói đó. Cửu cửu càng khôn dĩ định. Khi chương trình kết đề thì ông hai có một cái câu giảng nào để mình đọc lên cho tặng bà con ông hai, cũng như cái câu vừa rồi ông hai đọc đó là câu giảng của chấm sống Trạng Trình à? Câu nào? Con mới vừa đọc câu giảng Trạng Trình à? À, cái đó của Trạng Trình. À, ông có đọc, ông có biết câu giảng nào của thầy nên ông giúp cho tặng cho bà con một câu không ha? À, cái đó hả? Bị gì anh em nhớ gì nói cái này, nó còn trong vòng mình còn tu tập mà nó chưa có, nó tới vậy chứ nó chưa có cực kỳ là vài năm nữa. Các chư Phật không khi nào rảnh trong quỷ nhì. Tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Ông đọc luôn đi. Ông đọc á. Đọc năm giảng. Năm giảng. À. Năm các chư Phật đi. Rồi Nam Mô Di Phật đi. Bây giờ tôi cũng xin mấy cháu cũng muốn cho tôi đọc lên, là lấy cái giọng đọc nghe để tiếng cây tôi cái sức khỏe thôi. Còn khả năng còn cỡ nào, nhưng rồi. Mà tôi thì mới có 86 rưỡi thôi. Rồi. 85 rưỡi. Thôi giờ đọc ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần từng giảng năm canh, về thượng giới tâu qua thượng đế. Số tội ác là vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ơi. Hội công đồng xem xét hẳn hỏi, sai chư tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp
từ đây lao khổ đến cùng. Kẻ thế gian khó nổi thung dung, người bao ác không toàn tánh mạng. Vì lẽ đó, nền đạo đức chớ nên chán nản, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Ồ, quá. Rồi, cảm ơn ông hai. Nay con xin cáo đời, chúc sức khỏe ông hai. Mô A Di Đà Phật.